tạm giữ gã đàn ông 4 lần hiếp dâm bé gái 8 tuổi. Eurosan U60 vừa bị cơ quan công an tỉnh An Giang bắt giữ, điều tra do có hành vi giao cấu nhiều lần với bé gái 8 tuổi. Ngày 19 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tại tỉnh An Giang đã cho biết tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Nghe, sinh năm 1950, cư trú ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang, vì hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó, thì vào khoảng 18h30 phút ngày 12 tháng 6 năm 2019, Trần Văn Nghe đã dụ dỗ em Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh năm 2011, cư trú tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang, dưới suối Nhàn của Nghe để thực hiện hành vi giao cấu. Vào đúng lúc này, gia đình cháu Nhi đi tìm con thì thấy cháu Nhi đi lên từ dưới sàn nhà của Nghe và có những biểu hiện lạ. Gia đình cháu Nhi đặt gặn hỏi thì cháu bé đã kể hết mọi sự việc cho người lớn nghe. Nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân, công an đã triệu tập Nghe lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã 4 lần thực hiện hành vi tương tự với cháu Nhi.